ruồi lính đen thích ăn gì? Lợi ích lớn nhất của ruồi lính đen là xử lý rác thải hữu cơ, bởi vì nguồn thức ăn chính của chúng là rau quả hư hỏng, phân vật nuôi và rác hữu cơ. Đa số những người nuôi ruồi lính đen hiện nay với mục đích xử lý phân, phế phẩm phế thải gia súc, gia cầm thủy hải sản và tạo nguồn thức ăn cho gia súc gia cầm thủy sản từ ấu trùng ruồi lính đen. Chính vì vậy, mô hình nuôi ruồi lính đen hoàn toàn có thể kết hợp với trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản, nhà nuôi yến, vườn cây, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Vòng đời của ruồi lính đen tầm 45 ngày. Trong quá trình sống, nó có thể đẻ từ 500 đến 800 trứng. Do vậy, việc xây dựng mô hình nuôi ruồi lính đen là hướng đi đầy tiềm năng đối với ngành nông nghiệp. Ruồi lính đen sống dưới bóng cây trong môi trường tự nhiên và khá thích hợp với điều kiện khí hậu nước ta. Có thể cho ấu trùng ruồi lính đen ăn các phế phẩm từ nhà hàng, lò mổ, nông trang nông trại, phân gia súc gia cầm, cá tạp cá ngộp cá chết, phế phẩm nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy chế biến nông, thủy hải sản. Kết quả khả năng phân hủy thực phẩm thải của ruồi lính đen là rất nhanh và hiệu quả. Khoảng 50% lượng phế phẩm được chúng phân hủy trong vòng 24 giờ. Qua đó cho thấy chúng có khả năng tiêu thụ một lượng lớn phế phẩm khoảng 100 đến 200 tấn mỗi ngày. Trong thế giới tự nhiên, ấu trùng ruồi lính đen được biết đến như là một kẻ phàm ăn nhất. Với cấu trúc miệng lớn và mạnh, ấu trùng ruồi lính đen ăn tất cả các chất thải hữu cơ một cách nhanh chóng trước khi các chất hữu cơ có thời gian phân hủy và tạo ra mùi hôi. Do đó, loại bỏ được mùi hôi của rác. Khi ăn, ấu trùng thải ra một lượng phân rất nhỏ so với khối lượng chất thải chúng ăn vào. Điều lý thú nữa là với số lượng lớn ấu trùng ruồi lính đen ăn và thải phân, ấu trùng tạo ra một loại chất gây bất lợi đối với việc đẻ trứng và quá trình nở ra của các loại ruồi và côn trùng khác. Đó là chưa kể đến việc do phàm ăn, nên ấu trùng ruồi lính đen cũng trực tiếp tranh giành lượng thức ăn của các loại ấu trùng khác. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin sản phẩm cũng như tư vấn về ruồi lính đen.